Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan và các địa phương yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố tăng cường triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông, tập trung vào xử lý vi phạm nồng độ cồn tại thành phố Lào Cai, thị trấn các huyện Sapa, Bát Sát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của rượu bia đối với sức khỏe trong đội ngũ lái xe, quản lý vận tải, các biện pháp phòng chống vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe, thực hiện kiểm tra sức khỏe nồng độ cồn trong máu đối với đội ngũ lái xe, tăng cường tuyên truyền trong đội ngũ công chức, viên chức và nhân dân về quy định không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh ở một số nhóm đối tượng. Căn cứ của điều chỉnh trên là việc nâng mức tiền lương cơ sở từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng. Nhóm đối tượng đầu tiên điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội là những lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2017 NĐ-CP. Tiếp theo là nhóm lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối tượng hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại điểm G khoản 1 Điều 2 khoản 4 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Nhóm đối tượng thứ tư là các viên chức quản lý chuyên trách, bí thư đảng ủy chuyên trách, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tham gia theo hệ số mức lương quy định tại phụ lục 1 ban hành theo nghị định số 52/2016 NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của chính phủ theo quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công. Cuối cùng là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng sẽ lựa chọn để tính mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương cơ sở mới 1.300.000 đồng. Sau 5 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi và danh sách thi trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai với kết quả 315 trên 512 thí sinh trúng tuyển vào 8 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai năm học 2017-2018. Với kết quả vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai công bố, Toán 9,5, Ngoại ngữ 9,6, Ngữ văn 7,75 và môn chuyên 1 là 10 điểm, tổng điểm 46,85. Thí sinh Bùi Phương Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai đã xuất sắc đạt điểm cao nhất ở lớp chuyên toán, trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Lào Cai năm học 2017-2018. Số học sinh phân bổ theo các lớp và điểm chuẩn vào các lớp như sau: lớp chuyên toán tuyển 35 học sinh với điểm chuẩn là 31,70. Lớp chuyên lý tuyển 35 học sinh, điểm chuẩn là 30,80. Lớp chuyên hóa tuyển 35 học sinh, điểm chuẩn là 27,80. Lớp chuyên sinh tuyển 35 học sinh với điểm chuẩn là 30,20. Lớp chuyên văn tuyển 35 học sinh, điểm chuẩn là 29,85. Lớp chuyên sử địa tuyển 35 học sinh, điểm chuẩn là 27. Lớp chuyên tiếng Anh tuyển 35 học sinh, điểm chuẩn là 35,55. Lớp chuyên tiếng Trung Quốc tuyển 35 học sinh, điểm chuẩn 25,65. Và lớp không chuyên tuyển 35 học sinh với điểm chuẩn là 24,40. Với những học sinh không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai năm học 2017-2018, sẽ rút hồ sơ để đăng ký vào các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai chủ trì kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra trước, trong và sau khi diễn ra kỳ thi. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, huyện Bảo Yên có 657 thí sinh dự thi thuộc 4 trường,
Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên, Trung học phổ thông số 2 Bảo Yên, Trung học phổ thông số 3 Bảo Yên và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện, với 28 phòng thi được đặt tại điểm trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tại điểm thi đã hoàn tất. Mỗi phòng thi được đảm bảo về bàn ghế, thiết bị chiếu sáng, quạt điện, máy phát điện dự phòng, bình chữa cháy. Tại điểm thi, luôn có cán bộ y tế túc trực để kịp thời hỗ trợ khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, lực lượng công an, cảnh sát giao thông sẽ phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông trong những ngày kỳ thi diễn ra. Bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, hiện nay các trường đã hoàn thành việc ôn luyện, hướng dẫn, tư vấn các môn thi cho học sinh, phối hợp với phụ huynh học sinh, tăng cường quản lý việc học tại nhà của học sinh. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đã cận kề. Thời điểm này, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Bảo Yên đã hoàn thành việc ôn luyện cho học sinh cũng như chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để kỳ thi diễn ra thành công. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, huyện Bảo Yên có 657 thí sinh dự thi thuộc 4 trường: Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên, Trung học phổ thông số 2 Bảo Yên, Trung học phổ thông số 3 Bảo Yên và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện, với 28 phòng thi được đặt tại điểm trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tại điểm thi đã hoàn tất. Mỗi phòng thi được đảm bảo về bàn ghế, thiết bị chiếu sáng, quạt điện, máy phát điện dự phòng, bình chữa cháy. Tại điểm thi, luôn có cán bộ y tế túc trực để kịp thời hỗ trợ khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, lực lượng công an, cảnh sát giao thông sẽ phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông trong những ngày kỳ thi diễn ra. Thí sinh của các trường số 2, số 3 và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thì sẽ được tổ chức ăn nghỉ tập trung tại trường dân tộc nội trú của huyện. Các em học sinh ở nhà xa của trường 71 thì sẽ ở khu ký túc của trường 71, thì chúng tôi đã có những cái phương án để các em ở tại các nhà trường để đảm bảo đi dự thi cho nó đúng lịch, theo đúng cái quy định. Các phương án bảo vệ, bố trí sắp xếp cho ăn nghỉ cho lãnh đạo hội đồng, rồi các phòng làm việc của điểm thi thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ theo những cái quy chế hiện hành. Bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, hiện nay các trường đã hoàn thành việc ôn luyện, hướng dẫn, tư vấn các môn thi cho học sinh, phối hợp với phụ huynh học sinh, tăng cường quản lý việc học tại nhà của học sinh. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận được 1.532 đơn vị máu. Đây là kết quả của việc vận động tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng tháng thanh niên năm 2017 tại Công an tỉnh Lào Cai và Ngày hội Hiến máu hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2017. Hội chữ thập đỏ tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch, vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân Hồng, tổ chức tuyên truyền tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, hội cũng duy trì tốt các câu lạc bộ, đội dự bị hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu cấp cứu tại địa phương, tổ chức các đợt hiến máu đột xuất, trợ giúp các bệnh nhân hiểm nghèo tại các cơ sở y tế. 6 tháng đầu năm, số đơn vị hiến máu tiếp nhận được đạt 76,6% kế hoạch năm 2017, tăng 200 đơn vị so với cùng kỳ 2016. Thưa quý vị và các bạn, từ một cán bộ y tế hầu như không có kiến thức về chăn nuôi và trồng trọt, nhưng với sự say mê, tình yêu với nông nghiệp, chỉ sau 3 năm tìm hiểu, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, đến nay ông Đỗ Đình Hiển ở thôn Nậm Tang, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, kết hợp chăn nuôi, trồng trọt. Mô hình này không chỉ mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm, mà còn góp phần giải quyết việc làm thời vụ cho bà con trong thôn, trong xã. Bằng niềm say mê và yêu thích với nông nghiệp, ngay sau khi nghỉ hưu, ông Đỗ Đình Hiển đã bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình. Ông đầu tư trồng một số loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao như bưởi múc, vải thiều lai, cam vinh và chăn nuôi gia súc, gia cầm để lấy phân bón mở rộng diện tích cây ăn quả. Đến nay, quy mô trang trại của gia đình ông đã được mở rộng ra trên 2 hectare. Trong trang trại có hơn 4.000 gốc cây ăn quả và trên 1.000 con gia súc, gia cầm. Để bảo vệ môi trường, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, gia đình ông còn xây dựng bể khí bioga 9 khối để xử lý chất thải chăn nuôi. Sản phẩm sau bioga được gia đình ông dùng để chăm bón và tưới cây. Trung bình mỗi năm, trang trại đã mang lại cho gia đình ông Hiển nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nếu như mà mình làm vườn ấy, mà làm trang trại, nó không phải là trang trại lớn. Thế nhưng mà nó là hộ gia đình thì mình chỉ cần làm sao kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt. Làm sao cho nó phù hợp, tức là con thì nuôi cây, và cây thì lại nuôi lại con.
thì nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là cá, ví dụ như là ong, ví dụ như là con gà, con ngan, con ngỗng, thì đấy thì mình con lợn đấy, thì nó lấy phân nó để nuôi cây, và cây nó lại có mùa thu hái thì ong nó lại có mật đấy, ví dụ thế, thì là nó có hiệu quả hơn trong cái sản xuất. Không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho gia đình, trang trại của gia đình ông Đỗ Đình Hiển còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương theo thời vụ. Đặc biệt, ông Hoàng Văn Khởi ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái là đồng đội thời quân ngũ có hoàn cảnh khó khăn, đã được ông Hiển đón lên làm việc tại trang trại và giúp có thêm thu nhập hàng tháng. Gặp đồng đội ở cùng đơn vị thì cũng sống cũng bình thường, vui vẻ, cũng hòa nhã thôi. Công việc thì có lúc thì cũng nhiều việc, dồn việc tí cũng hơi vất tí, nhưng mà cũng vẫn làm được thôi, cố gắng làm cho anh chị thôi. Những năm gần đây ấy, thì cũng dần chuyển đổi qua các hướng, và có những cái mà hướng dẫn đến với người dân nữa xung quanh để chuyển đổi những cái cây trồng vật nuôi rất có hiệu quả. Những năm vừa qua thì những năm 2015 thì chúng tôi đã đánh giá là bác đã đạt được cái mô hình trang trại và đã được cấp cái giấy chứng nhận trang trại, và cũng đã ủng hộ đối với những các hộ dân xung quanh, hướng dẫn các hộ dân xung quanh để thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương. Năm 2015, mô hình kinh tế của gia đình ông Đỗ Đình Hiển đã được cấp giấy chứng nhận trang trại. Bản thân ông đã vinh dự nhận được danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hiệu quả mô hình kinh tế trang trại của gia đình ông Đỗ Đình Hiển không chỉ góp phần khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại địa phương phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, mô hình kinh tế của gia đình ông Hiển là một trong những điểm sáng để các hộ dân đến tham quan, học tập. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.